kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, hiện nay lưỡi áp cao lạnh lục địa đang được tăng cường yếu trở lại, dòng xiết gió tây trên cao tiếp tục duy trì. Khoảng đêm ngày 4 tháng 12, lưỡi áp cao này được tăng cường trở lại. Trong đêm nay và ngày mai, tại các tỉnh thuộc khu vực phía Tây Bắc Bộ có mưa rào rải rác. Phía Đông Bắc Bộ và khu vực Thanh Hóa có mưa nhỏ, trời tiếp tục rét. Còn tại các tỉnh miền Nam nằm ở rìa Tây Nam của lưỡi áp cao lục địa này, với hoạt động của đới gió Đông Bắc có cường độ trung bình, thời tiết khô hanh và ít mưa. Thưa quý vị và các bạn, Nam Bộ là khu vực đang hiện hữu tình trạng thời tiết tốt nhất trên cả nước, thuận lợi cho du lịch. Cù Lao Giêng thuộc huyện Chợ Mới, An Giang nằm giữa sông Tiền, giáp với tỉnh Đồng Tháp. Đến với Cù Lao Giêng, du khách có thể ghé thăm lăng Ba Quan Thượng Đẳng, một trong những lăng mộ kỳ lạ có niên đại thuộc hàng cao nhất nhì miền Nam. Nằm khuất trong vườn cây trái xanh ba ngôi mộ có hình dáng mô phỏng ba loài thủy sản là cá, rùa và mực. Quần thể kiến trúc có kiểu dáng mỹ thuật kết hợp hài hòa giữa nghệ thuật cung đình và nghệ thuật dân gian. Ngoài ra thì du khách sẽ còn ngạc nhiên hơn nữa bởi vùng đất này có rất nhiều công trình tôn giáo độc đáo như là chùa Phước Minh, còn gọi là chùa Bà Vú, nằm ven sông Tiền với công trình nổi bật là cổng Tam Quan và tháp Kiều Trùng, hay chùa Phước Thành uy nghi hoành tráng, sừng sững giữa một vùng quê yên bình tĩnh lặng. Vâng, độc đáo hơn đó là thờ Cù Lao Giêng, một công trình kiến trúc cổ do Linh Mục Gagino khởi công xây dựng vào năm 1879. Ngôi nhà thờ này mang đậm phong cách Roman pha lẫn Gothic, trải qua 120 năm, hiện vẫn tồn tại gần như nguyên vẹn. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần dự báo thời tiết các vùng du lịch khác trong đất liền và hải đảo vào ngày mai. Tại các vùng núi phía Tây Bắc Bộ, trời nhiều mây, có mưa một vài nơi, trời rét. Tại Điện Biên, nhiệt độ thấp nhất 20 độ và cao nhất 27 độ với độ ẩm 70%. Tại Sapa, nhiệt độ về đêm là 10 độ, còn ban ngày nhiệt độ là 14 độ với độ ẩm sấp xỉ 100%. Tại Tam Đảo, nhiệt độ duy trì từ 12 đến 14 độ với độ ẩm 100%. Tại các tỉnh phía Đông Bắc Bộ như tại Hà Giang có mưa nhỏ và rét, nhiệt độ trong ngày tại đây từ 17 đến 22 độ với độ ẩm 90%. Tại Vịnh Hạ Long, trời không mưa, rét với nhiệt độ từ 16 cho đến 19 độ với độ ẩm 90%. Tại Hải Phòng có mưa nhỏ, trời rét và có sương mù với nhiệt độ phổ biến từ 15 đến 18 độ với độ ẩm 100%. Tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, trời chuyển rét và duy trì trạng thái nhiều mây, có mưa một vài nơi, một số có mưa vừa, mưa to. Tại Sầm Sơn, nhiệt độ thấp nhất 17 độ và cao nhất 24 độ với độ ẩm 100%. Tại Phong Nha - Kẻ Bàng, nhiệt độ dao động từ 20 đến 27 độ với độ ẩm khoảng 90%. Tại Huế, nhiệt độ thấp nhất là 21 độ và cao nhất tại đây là 29 độ với độ ẩm khoảng 80%. Thưa quý vị, tại các địa điểm du lịch ở khu vực Nam Trung Bộ, thời tiết cũng chuyển xấu. Cụ thể, tại Đà Nẵng có mưa nhỏ và se lạnh với nhiệt độ phổ biến từ 22 đến 30 độ với độ ẩm 75%. Tại Hội An có mưa nhỏ, trời trở lạnh, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ với độ ẩm 75%. Tại Bà Nà có mưa phùn và sương mù, trời rét, nhiệt độ về đêm 15 độ, còn ban ngày 23 độ với độ ẩm 80%. Thời tiết các tỉnh từ Khánh Hòa đến Ninh Thuận, ngày mai trời nắng không mưa, gió Đông Bắc mạnh cấp 2, cấp 3. Tại Nha Trang không mưa, với nhiệt độ thấp nhất tại đây là 25 độ và cao nhất là 30 độ với độ ẩm khoảng 75%. Tại Mũi Né không mưa, nhiệt độ thấp nhất 22 và cao nhất 31 độ với độ ẩm 65%. Tại Vũng Tàu có mưa, nhiệt độ thấp nhất tại đây 24 độ và cao nhất ban ngày 32 độ với độ ẩm 60%. Tại các tỉnh Tây Nguyên, mây thay đổi, ban ngày trời nắng, đêm có mưa rào một vài nơi với gió Đông Bắc mạnh cấp 2, cấp 3. Tại Pleiku, nhiệt độ thấp nhất 16 độ và cao nhất tại đây là 29 độ với độ ẩm khoảng 50%. Tại Buôn Mê Thuật, nhiệt độ trong ngày khoảng từ 20 đến 29 độ với độ ẩm 50%. Tại Đà Lạt, nhiệt độ duy trì ở mức từ 12 đến 24 độ với độ ẩm 60%. Các tỉnh Nam Bộ trời quang mây không mưa với gió Đông Bắc mạnh cấp 2, cấp 3. Tại Tây Ninh, nhiệt độ thấp nhất 23 độ và cao nhất 33 độ với độ ẩm 55%. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhiệt độ phổ biến từ 24 đến 34 độ với độ ẩm 50%. Tại U Minh, biên độ nhiệt trong khoảng 25 đến 32 độ với độ ẩm 60%. Thưa quý vị, ngày mai thời tiết biển đảo ít mưa, thuận lợi cho các hoạt động du lịch vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau. Tại đây có mưa rào và dông ở một vài nơi với tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc mạnh cấp 4, cấp 5. Nhiệt độ thấp nhất tại Côn Đảo về đêm là 26 độ và cao nhất 30 độ với độ ẩm 70%. Tại vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào nhẹ ở một vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông mạnh cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất tại Phú Quốc về đêm 25 độ và cao nhất 31 độ với độ ẩm 75%.
Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời tiết du lịch ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.